Nhưng mà bạn thấy nào? Rồi, cô cảm ơn con và con về chỗ. Cô muốn nghe câu của một số bạn nữa. Nào, xin mời các bạn. Các bạn mạnh dạn lên, chúng ta sợ gì nhỉ? Mình đã làm rồi. Chưa làm xong rồi, cô mời con nào. Ta cho cô giáo một câu hỏi. Cô mà là cho con đi. Con giọng đến không nhỉ? À, đúng không các bạn? Được. Nào, mời con. Hãy đặt cho cô giáo một câu kể nào. Trường của trường em có rất nhiều con. Tốt không các bạn? Rồi, cô muốn nghe câu kể của con. Trường tiểu học Bích Sơn là ngôi nhà thứ hai của em. Trường tiểu học Bích Sơn là ngôi nhà thứ hai của em, đúng không nhỉ? À, rồi, rất hay đúng không nhỉ? Nào, cô mời con nào. Bạn đi đổ rác cho mình với. À, câu của con là câu gì? Câu hiến. Cuối câu không có. Vừa rồi đạt được rất là nhiều câu qua những hình ảnh quan sát được. Vậy thì các bạn có biết cái hình ảnh mà cô cho các bạn quan sát để biết câu này là hình ảnh ở đâu không? Ở đâu nhỉ? Trường. Đó là những cái khung cảnh mà cô đã chớp nhoáng khi đến trường mình ghi lại được, đúng không nào? Đấy. Như vậy trường các con là một cái ngôi trường kiểu mẫu của huyện Việt Yên. Các bạn thấy môi trường của mình như thế nào? Rất đẹp ạ. Rất đẹp, đúng không? Rồi đấy các con ạ, qua những cái câu văn của các bạn, cô đã cảm nhận được cái tình cảm của các bạn dành cho môi trường của mình. Phải nói rằng là một môi trường xứng đáng là môi trường kiểu mẫu của huyện, đúng không? Đấy. Thế thì để giữ cho môi trường của mình luôn xanh sạch đẹp như thế này, chúng ta cần phải làm gì? Nào, con nào? Đấy là ý kiến của bạn. Nào, mời con. Trồng nhiều cây xanh có tốt không nhỉ? Có. Đúng rồi, đáng nào. Nào, mời con. Con trả lời cả câu. Con cần bảo vệ môi trường bằng việc làm cụ thể nào? Không nên vứt rác bừa bãi. À, bạn nào thời nghĩ ra một biện pháp bảo vệ môi trường có đúng không các bạn? Ừ. Có bạn nào hỗ trợ bạn đúng không? Nào, mời con. Em thưa cô là nếu mà có rác bừa sân trường và nhà thì nó rất là sạch sẽ. Có tốt không nhỉ? Ừ. Xuất sắc luôn, đúng không nhỉ? À đấy, vậy thì vừa rồi các con đã biết được rất là nhiều những câu có sử dụng các dấu mà chúng ta đã học và có những cái biện pháp để giữ cho trường mình luôn sạch sẽ để có được cái cảnh quan xinh xinh đẹp như thế này, đúng không nào? Đấy, thế vậy thì để xem là cả lớp mình có nắm chắc không về các loại dấu câu chúng ta đã học ôn, thì cô cho mình cùng sang bài tập số 3 nhé. Các con để xuống học tập trước đây cho cô nào. Rồi, ở bài tập số 3 này, cô giáo sử dụng kẻ tích cơ để kiểm tra bạn. Đấy. Trên tay các bạn là kẻ mà dành cho bản thân mình, đúng không ạ? Đấy, các bạn, cô giáo phổ biến cách chơi như sau. Các bạn hãy chú ý lên câu hỏi của cô trên bảng và suy nghĩ lựa chọn đáp án nào mình cho là đúng nhất. Các bạn lưu ý này, trong bốn cạnh của cái thẻ này thì đã đều ghi đáp án A, B, C, D. Các bạn đã rõ chưa? Nếu các bạn chọn đáp án A là đáp án đúng thì chúng ta sẽ đưa chữ A lên trên, bạn sẽ rơi chữ A lên trên. Còn nếu như bạn nào chọn đáp án B đúng thì chúng ta phải quay chữ B lên trên và chúng ta cầm như thế này cho cô. Được chưa? Được chưa nhỉ? Chúng ta cầm sang hai bên như thế này cho cô. Các bạn đã rõ cách chơi chưa? Rồi, chúng mình cùng nhau kiểm tra xem việc nắm tay của các bạn có tốt không nhá.
câu 1. Sau câu sau kết thúc bằng dấu gì? Cậu có thể cho tớ mượn một cái bút không? A. Dấu chấm. B. Dấu chấm hỏi. C. Dấu chấm than. D. Dấu phẩy. Xin mời các bạn suy nghĩ và lựa chọn cho cô. Các bạn đã nắm được câu hỏi của cô chưa? Đúng cho câu nào? Khi bạn nào mà có cái tên mình hiện lên rồi chúng ta sẽ úp xuống. Thank you.
đây. Châm. Được chưa? Cầm như thế che khuất không được, con cũng dậy cầm hai sườn cơ mà. Con cầm sang hai sườn. Được chưa con? Rồi ạ, còn hai da nữa. Che dương à? Nào. Rồi. Dẫn là thiếu một bạn vắng đúng không nhỉ? Ừ. Nào bây giờ.